đầu tiên là cảm ứng, và cảm ứng của mình nó thiên thiên về sức mạnh và độ độ ổn định cao. Cái phần ở giữa lòng bàn tay này sẽ có một cái xương khi mà đánh đòn này, thường là mục tiêu của đòn này sẽ là xung quanh phần khuôn mặt, phần chỗ xương ngực này và cả cái hàm răng. Là sinh viên năm mấy? Sinh viên năm nhất. Ờ gì? Logistics à? À. Thế là quản kho vận luôn. Sao? Kho vận à? Ngành kho vận. Logistics là ngành quản lý kho rồi điều tiết hàng hóa. Đúng kiểu. Ngành bạn mã là X hay là hàng Q? L. Chốt các bộ toàn là sinh của trường cả hay có hay trên ngoài không ạ? Không biết hết các thành viên trong khu vực, hầu hết là sinh viên trường. Cao 6 các bạn đã đi quân sự vào hôm nào nhỉ? Sau